Cha Anton Trần Văn Mạnh đã chính thức thi hành sứ vụ mới tại giáo xứ Cao Mật Bến trong thánh lễ được cử hành trang trọng vào lúc 9 giờ 30 ngày 25 tháng 10 năm 2024. Thánh lễ do cha tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng chủ sự. Đây là dịp để toàn thể cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đứng đã yêu thương và tuyển chọn Cha Anton, đồng thời cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng và nâng đỡ Cha trong sứ vụ mới. Đầu lễ, cha tổng đại diện An Tôn giới thiệu Cha Tân chính xứ Anton với cộng đoàn giáo xứ. Tiếp đến, cha phê Trần Văn Việt, quản hạt thai ngoài, công bố văn thư bổ nhiệm cho An Tôn làm chính sứ cao mật bến. Đó là dấu chỉ sự tín nhiệm mà giáo hội đặt nơi cha và mời gọi cha tiếp tục sứ vụ trần dắt đoàn chiên chúa. Sau khi nhận văn thư bổ nhiệm và chìa khóa, cha tân chính sứ An Tôn tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành phục vụ chúa và giáo hội. Kế đó là nghi thức diễn nghĩa với việc cha sứ mới nhận các biểu tượng của sứ vụ như ghế chủ tọa, giếng rửa tội, tòa giải tội, dây chuông và mở cửa nhà trầu. Điều này nói lên sự sẵn sàng chăm sóc và lãnh đạo cộng đoàn qua các bí tích và đời sống thiêng liêng. Trong bài giảng lễ cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo, cha tổng đại diện Anton khẳng định sứ mạng truyền giáo là một nhiệm vụ thiêng liêng và cao quý, không chỉ dành riêng cho ai mà là trách nhiệm của toàn thể dân Chúa. Nhờ bí tích rửa tội, mỗi tín hữu đều được mời gọi tham gia vào việc mang ánh sáng của tin mừng đến với mọi người, làm cho tình yêu của Chúa hiện diện và lan tỏa trong cộng đoàn giáo hội và xã hội. Cha xứ mới Anton được trao sứ vụ cao cả để nối tiếp công cuộc của các vị thừa sai và quý chất tiền nhiệm trong việc giao giảng và loan báo tin mừng tại giáo xứ Cao Mật Bến. Từ đó, cha tổng đại diện mời gọi cộng đoàn giáo xứ Cao Mật Bến hãy cộng tác với cha xứ trong công cuộc truyền giáo, bởi đây không chỉ là một trách nhiệm mà còn là một vinh dự giúp mỗi người sống trọn vẹn hơn với đức tin và tình yêu thương. Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ thánh thể được cử hành trong bầu không khí trang trọng và đầy số sáng. Quý cha cùng toàn thể cộng đoàn hiệp dâng lên Thiên Chúa, lời nguyện xin cho sứ vụ của cha An Tôn luôn tràn đầy ân sủng và sự khôn ngoan. Cuối thánh lễ, cha tân chính sứ An Tôn bày tỏ lòng tri ân đến Đức Tổng thống Mục Du Xe Vũ Văn Thiên, cha tổng đại diện An Tôn và toàn thể cộng đoàn đã đến tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho cha trong sứ vụ mới. Ngài bày tỏ lòng biết ơn tới sự quan tâm và hỗ trợ của mọi người, đồng thời xin Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả những ai đã hiệp thông và nâng đỡ cha trong sứ vụ mới này. Kế đó, một vị đại diện giáo sứ đã thay lời cho cộng đoàn, bày tỏ lòng cảm ơn và đón nhận cha An Tôn với tình yêu thương và sự tin tưởng. Hứa sẽ luôn đồng hành và cầu nguyện cho ngài trong sứ vụ mục tử tại giáo sứ để cùng nhau xây dựng cộng đoàn đức tin ngày càng thăng tiến. Thành lễ và nghi thức trao sứ vụ mới cho cha An Tôn Trần Văn Mạnh cũng khép lại hành trình trao sứ trong dịp thuyên chuyển linh mục tại Tổng giáo phận năm 2024. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho quý cha lãnh nhận giáo vụ mới, luôn nhiệt thành, khôn ngoan và can đảm để các ngài có thể chu toàn tốt vai trò mục tử, đồng thời dẫn dắt các giáo sứ ngày càng tiến bước trong đức tin và tình yêu của Chúa Kitô.